Cách đây hơn 2.000 năm toàn thấy hòn ăn cái gì các bạn, thì mình ăn cái đó. Cái món này có vẻ nhìn ngon, mình thấy bên Mông Cổ ăn rất là nhiều các bạn. Đây là cái này là gì? Tuporu rồi chị có. Ok ok. I want this. Yeah, tuporu. Yeah, bây giờ. Món này giống món cù da cù gì bạn bọc vô á. À, ok các bạn, thì hiện tại là mình đang đứng tại một điểm rất là đặc biệt các bạn ạ. Lăng mộ Tần Thủy Hoàng các bạn ạ. Phía trước bạn là đậu quân đất nung bạn, trời ơi, trên phim, trên ảnh nhìn không thấy đã bạn, ngoài thực tế các bạn. Tưởng rất là cao to, bạn như người thiệt luôn. Có ngựa trâu bò luôn các bạn. Nó dài hun hút xuống phía xa ngoài kia. À, ok các bạn, thì hiện tại là mình đang đứng tại một địa điểm rất là đặc biệt các bạn. Đây là thành cổ Tây An các bạn, mình đang đứng trên cái thành cổ nha các bạn. Đây thì ngày xưa gọi là thành Trường An các bạn à. Thì đây là thuộc tỉnh Thiểm Tây, nơi có gọi là lăng mộ Tần Thủy Hoàng được chôn vùi cách đây hơn 2.000 năm đó. Nguyên cảnh thổ đây là thành cổ Trường An nha các bạn đó. Người ta đang ngồi trên cái thành này. Thì đây là một trong gọi là tứ đại cố đô của thế giới, cùng với là Athens của Hy Lạp nè, rồi của Roma nè, rồi của Cairo. Thì thành Trường An này là thuộc tỉnh Thiểm Tây, ngày xưa là thuộc nhà Tần. Chỗ mình đang đứng trên đây là chính xác là thuộc nhà Tần nha các bạn. Ngày xưa các bạn, thời Tần Thủy Hoàng. Thì hướng đường phố rồi đó bạn nhìn nè. Chỗ này đi thẳng qua đã sẽ ra một cái tháp chuông ngay vòng xoay rất là đẹp. Thì bay fly cao lên bạn sẽ thấy rõ. Hướng qua đây là một cái hướng thành à. Ở trên này là cái chỗ cái gác vọng các bạn. Đây mình sẽ cho bạn thấy. Các bạn biết ngày xưa bạn coi mà công thành công đồ mình chơi võ lâm nhiều, bạn sẽ biết mình tưởng nó có thành rất là nhỏ, nhưng mà thực sự ở trên này bạn biết không, nguyên cái bề ngang này phải tầm là 12 mét các bạn à. Nghĩa là từ đầu đông sang tây là cũng tầm 12 mét, chân đế của nó tới 16 18 mét lận các bạn. Thì chiều dài của nguyên cái thành này tới rồi bao nhiêu không, tới tầm 36 km. Ui có vua đó kìa. Cái ông đang đi gác cho thành rồi đâu thấy không. Chỗ này gọi là Hàm Dương các bạn, ngày xưa thời nhà Tần á. Thì có một câu rất là nổi tiếng của Sở Nghĩ Đế đã nói các bạn, Sở Hồi Vương các bạn đã nói với lại Lưu Bang với Hạng Vũ là ai tiến về Quan Trung trước thì đó thì làm vua các bạn. Và Lưu Bang đã tiến về Quan Trung trước và đã làm vua các bạn. Thì sau này ra Hán Sở tranh hùng thì chúng mình đang đứng gọi là Quan Trung nha các bạn. Bạn có phim gì bạn sẽ không biết là Quan Trung là gì, nhưng mà đây là chính xác là Quan Trung. Thì là cố đô của Trung Quốc các bạn à, một trong tứ đại cố đô của thế giới luôn chứ phải riêng gì Trung Quốc nữa các bạn đó. Thì trong video này mình sẽ dẫn các bạn qua coi thăm lăng mộ Tần Thủy Hoàng, sau đó ăn một chút đồ ăn khám phá ẩm thực ở tại Tây An này, thuộc tỉnh Thiểm Tây các bạn. Thì Thiểm Tây là một trong những tỉnh thành thuộc phía mạng Tây Bắc của Trung Quốc. Hướng qua đây. Thì dưới đây là đường phố, bây giờ chỗ này nó thành cái vòng xoay rồi các bạn. Cái vòng xoay này làm đường xá các kiểu hết rồi. Thì đây là thành cổ rất là dài các bạn, nó dài hun hút luôn. Hướng bên này đi thẳng là sẽ ra tầng một tầng Thủy Hoàng. Thiểm Tây này là cái điểm cuối của con đường tơ lụa các bạn à, ở từ đông sang tây. Thì đây là điểm cuối của đường tơ lụa. Bạn nào chơi võ lâm nhiều bạn sẽ biết tới là Du Lâm, rồi bạn biết tới là núi Hoa Sơn này nọ các kiểu các bạn. Thì Phượng Tường thì đều là nằm trong tỉnh Thiểm Tây này, là một trong gọi là trung nguyên của người Hán các bạn. Thì mình sẽ nói lịch sử về Tần Thủy Hoàng, về lăng mộ Tần Thủy Hoàng này nọ khi mà lên Tần Thủy Hoàng cho bạn xem.
Ok các bạn, thì hiện tại là mình đang đứng tại một điểm rất là đặc biệt các bạn ạ. Thì chỗ mình đang đứng đây gọi là Lăng mộ Tần Thủy Hoàng các bạn ạ. Một trong những địa điểm du lịch đặc biệt nổi tiếng nhất thế giới và nổi tiếng thuộc dạng bậc nhất ở tại Trung Quốc các bạn. Đây, thì mình đang đi vào mùa đông, má ơi nhiệt độ đang 0 độ C mấy ông, lúc 12 giờ trưa. Thì đây là cái chỗ cổng vào, cái chỗ này gọi là cái bảo tàng Đất Nung. Hơn gọi là 8.000 gọi là binh sĩ Đất Nung đang gọi là gì ta? Gọi là gì ta? Canh giấc ngủ cho Tần Thủy Hoàng các bạn ạ. Thì vô trong này chắc mình sẽ nói thêm lịch sử cho bạn, chứ tại vì ở này hơi lạnh, lạnh quá nên nói nhiều khi cũng hơi run run. Thì bạn biết rồi, Việt Nam mình hay gọi là Tần Thủy Hoàng nhưng mà theo phương Tây hay gọi là Thủy Hoàng Đế nha các bạn. Đó, Thủy Hoàng Đế là như thế nào thì theo chúng mình vô trong này tham quan chút xíu mình sẽ nói lịch sử cho các bạn. Đây là không gian bên này, bạn sẽ mua vé bên này. Bên này là hướng vé thì mùa đông thì họ bán chỉ có 120 tệ một người thôi. Nhưng mà cái mùa cao điểm thì nó sẽ mắc hơn. Ok. Trước mắt là mình sẽ đi vô thăm bảo tàng Đất Nung các bạn. Binh sĩ Đất Nung. Đây thì đang mùa đông thì bạn thấy chỗ này nếu mà cao điểm là nó full hết cái mùa này luôn, đi mùa này thì nó vừa rẻ hơn mà nó vừa vắng hơn nữa, dễ thuyết minh về lịch sử cho ông xem hơn nữa. Ok bạn, sau khi bạn qua cổng an ninh bên này thì bạn sẽ đi hướng qua bên này, bạn mua thêm cái xe điện. Bạn phải mua xe điện này, bạn đi cái xe điện đi ra tới cái chỗ mà đội quân Đất Nung. Chết trời, mùa đông này lạnh các bạn có thể đi bộ được nhưng mà quá đi bộ cái hướng bên này nó xa thấy mẹ luôn. Thì chỉ có 5 tệ một người thôi, khoảng 15 ngàn bạn có thể đi bằng xe điện. Mình đang đi xe điện ra chỗ bảo tàng Đất Nung các bạn, là lạnh nha các bạn, không khí cho trước à, cày cối rồi vô mùa đông rồi. Thôi lạnh quá. Ok các bạn, sau khi qua hàng hà xa cái cửa mà check in kiểm tra rồi tùm lum tà la hết thì chúng ta đã được vô tới công viên ở chỗ mà bảo tàng đội quân Đất Nung các bạn. Thì công viên này có rất là nhiều tòa nhà rất là lớn, rất là to. Thì bây giờ mình sẽ vào trong này để coi đội quân Đất Nung rồi mình nói cho bạn nghe chút xíu về lịch sử về Tần Thủy Hoàng đội quân Đất Nung này các bạn. Này, không gian rất là đông, không gian chỗ này là check vé thêm một lần nữa nha các bạn, rất là kỹ. Thì ở đây rất là nhiều người hướng dẫn viên cò mò các kệ các kiểu để cho bạn hướng dẫn cho bạn nghe về lịch sử này nọ các kiểu tùm lum bạn. Thì ok giờ theo chân mình đi vô trong này coi thử đội quân Đất Nung mà hơn 2.000 năm qua thì canh giữ trên Tần Thủy Hoàng bây giờ như thế nào các bạn. Thì hướng qua bên này bạn, cái bên đi quần qua đây này thì thấy thấy là có tường thành đẹp các bạn. Bên này làm tường thành cao, ở trên tường thành là sẽ là cái mặt của đội quân Đất Nung các bạn. Thì hướng vào chỗ này thì mình sẽ đi vòng hết cũng khá là xa các bạn, bên kia nữa kìa. Ui vô các bạn, cái chữ này chữ kiểu thời nhà nhà Tần các bạn. Theo chân mình cho đây các bạn. Ui vô là thấy thấy có bảo tàng đội quân Đất Nung đứng rồi các bạn thấy không, vô đây các bạn. Chúng ta vô tham quan đội quân Đất Nung, trời ơi bảo tàng nó bự các bạn. Ui đó Đất Nung các bạn thấy người không, người không là người luôn. Ui mấy ông nhìn cái bên quay giờ là các bạn sẽ thấy đội quân Đất Nung nằm ở dưới quá đông các bạn. Đó các bạn thấy đội quân Đất Nung chưa, quay cái mặt mình, cái men quay cái mặt mình các bạn. Thì đây bạn, đây là phía trước mặt là đội quân Đất Nung bạn, trời ơi trên trên phim trên ảnh nhìn không thấy đã bạn, mà thực tế các bạn tưởng rất là cao to mà như người thật thiệt luôn, có ngựa trâu bò luôn các bạn, nó dài hun hút xuống phía xa kia cũng phải tầm mấy trăm mét các bạn. Cái màu bây giờ nó rất là bạc màu nhưng mà người ta nói lúc mà khai quật ra là mỗi bức tượng nó có màu sắc rất là sặc sỡ các bạn, chứ không phải là màu bạc như gì bạn thấy không. Thì nguyên hàng dãy là bạn là 1 2 3 4 5 6 còn 5 thì mỗi hàng như vậy khoảng tầm là 4 người, mỗi hàng khoảng 4 người đứng các bạn. Thì cái đây là chỉ là một trong những cái hố mà khai quật thôi, ở đây là có rất là nhiều hố các bạn. Thì đây là đội quân đã canh giữ giấc ngủ ngàn thu cho Tần Thủy Hoàng rồi thấy sao, nhìn kỹ hơn nữa nè em đây. Đó. Mình sẽ zoom cho bạn xem nè, bạn thấy không? Trâu bò đâu bạn thấy không, rất là đẹp nha các bạn. Bạn nào thấy đến đây chiêm ngưỡng mà sẽ thấy nó rất là đẹp.
Đó, không gian các bạn thấy khách du lịch nè. Rất là full không? Đóng và tới hướng bên này. Đó. Ở đây họ làm cái máy vòm để họ bảo vệ. Là máy vòm bảo vệ bạn thấy không? Chứ không phải để ngồi chờ nữa, tại vì người ta nói là khi khai quật cái này ra các bạn thì nó sẽ bị là bị oxy hóa. Các bức tượng bạn nhìn thấy không? Nó sẽ bị dễ bị oxy hóa lắm các bạn. Nó sẽ bị mất màu. Thì lúc trước nó có màu rất là đẹp nhưng mà do bị mất màu bạn thấy không? Đó. Ok, mình sẽ lùi ra để mình nhường chỗ cho du khách khác, hiện tại rất là đông. Ok, giờ mình đi cái vòng đi xuống hướng qua bên này chắc nó vắng hơn nữa bạn. Lăng mộ của Tần Thủy Hoàng nằm ở phía bắc của núi Ly Sơn. Đây là lăng mộ được xây dựng trong hơn 38 năm, từ 246 cho đến năm 208 trước công nguyên, và nằm dưới một gò mộ cao 76m, có hình dạng gần giống như một kim tự tháp. Bố cục của nó mô phỏng theo kinh đô của nhà Tần là Hàm Dương, được chia thành các khu nội thành và ngoại thành. Bên dưới mặt đất là địa cung hình chữ nhật, dài 460m từ nam sang bắc, rộng 392m từ tây sang đông. Tổng diện tích địa cung là 180.000m². Từ trên xuống dưới có 3 tầng, trên cùng là ngoại cung, tiếp theo là nội cung và sau cùng là tẩm cung. Diện tích tẩm cung khoảng 20.000m². Trong tẩm cung phát hiện nồng độ thủy ngân cao hơn mức bình thường tới 280 lần. Bộ sử ký Tư Mã Thiên thuật lại việc xây dựng lăng mộ Tần Thủy Hoàng như sau: khi Thủy Hoàng mới lên ngôi đã sai đào núi Ly Sơn, đến khi thôn tính được thiên hạ thì dời 700.000 người trong thiên hạ đến để xây lăng mộ, đào 3 con suối ở dưới đổ đồng nung và đưa quách vào, đem những đồ quý báu của các cung điện của trăm quan xuống đầy ở dưới, lại sai thợ làm máy bắn tên, hễ có ai đào đến gần thì bắn ra, sai lấy thủy ngân làm 100 con sông như Trường Giang, Hoàng Hà và biển lớn, ở trên có đủ thiên văn, ở dưới có đủ địa lý, lấy dầu cá nhân ngư để thắp đuốc, trù tính thế nào để cháy mãi mãi. Sau khi chôn cất xong, có người nói những người thợ làm máy và cất giấu đều biết chỗ cất giấu, thế nào họ cũng tiết lộ việc lớn. Tần Nhị Thế là con trai của Tần Thủy Hoàng sai đóng đường hầm đi đến huyệt và cửa ngồi hầm. Những người thợ và người cất giấu không làm sao thoát ra được, rồi sai trồng cây trồng cỏ lên trên ngụy trang thành cái núi. Đội quân đất nung tượng trưng như là những người bảo vệ cho lăng mộ và vẫn chưa được khai quật hoàn toàn. Đây bạn, đây là cái lô đất nè. Đất họ khai quật ở dưới lúc mà nguyên bản nè các bạn. Thì bạn thấy lúc trước là nó cao tới đây luôn, xong rồi phải đào sâu xuống đây nè các bạn. Nha, cái mình lên đây. Thì bạn sẽ thấy cái mình hướng chỗ này nè. Đó. Bạn thấy không? Họ đang gia cố bằng những cái chân bằng sắt để gia cố các bức tường đang đứng, các bạn thấy không? Thì nó rất là sâu. Sâu lắm bạn. Trên này đi xuống này là cũng phải tầm 2-3m các bạn. Nghĩa là họ khai quật rất là nhiều. Thì người ta nói là lúc trước á, từ năm 1974 lúc đó chưa có khai quật được cái chỗ này các bạn. Thì một nhóm nông dân á, thì họ đi đào giếng, cái họ đào ra được thấy một cái vài cái dấu tích của sành sứ đá đất nung này nọ, thì bắt đầu họ mới khai khảo cổ ra các bạn. Thì mới biết là cái chỗ này là cái lăng mộ Tần Thủy Hoàng. Chứ trước đó là không có biết nha các bạn. Bạn biết là năm 1974 á, là bạn biết cách mạng văn hóa của Trung Quốc là năm 1966 đến 1976. Thì là cách mạng văn hóa thì bên Trung Quốc họ đập phá rất là nhiều cái di tích lịch sử bên Trung Quốc rất là nhiều. Bữa đi múa nhíu nhạc phi, anh Quân nói cho bạn hiểu rồi đó. Thì rất là may năm 1974 cũng là gần cuối thời cách mạng văn hóa, thì đã khắc phiện ra cái này. Thì sau đó khai quật lên thì bị cái vùng đất mà Tây An, Thiểm Tây này bắt đầu nổi tiếng trên toàn thế giới. Mà trước đó thì là bị lãng quên rồi các bạn. Thì năm 1974 thì mới khám phá ra được cái đội quân này. Bạn nhìn gần bạn sẽ thấy rất là đẹp nha bạn. Thì mỗi một cái bức tượng là có một cái thần thái khác nhau, giống như là vũ nữ Apsara bên Campuchia các bạn. À, thì ngựa giết đồ này nọ, bây giờ mỗi bức tượng là họ đều phải gia cố hết chứ không để đứng không được. Thì bạn thấy thế nào? À,
Thì tại sao ạ? Nhiều bạn sẽ đặt câu hỏi là tại sao lại có Đội Quân Đất Nung này, tại sao Tần Thủy Hoàng lại xây Đội Quân Đất Nung này rất là nhiều ở dưới lăng mộ ổng các bạn. Thì các bạn biết là ông Tần Thủy Hoàng này á, ổng là một người cũng gọi rất là mê tín các bạn, mê phong thủy bói toán rất là nhiều. Thì mình sẽ nói sơ sơ về Tần Thủy Hoàng một chút. Thì tên vừa nãy mình nói ở ngoài video các bạn, thì là bên phương Tây họ hỏi ổng, gọi ổng là Thủy Hoàng Đế các bạn ạ. Thủy Hoàng Đế ở đây là tại sao gọi là tên là Tần Thủy Hoàng Đế, tên đầy đủ là vậy các bạn. Thì chữ Tần ở đây nghĩa là chỉ cho nước Tần rồi các bạn. Rồi Thủy ở đây là Thủy Tổ, nhưng mà Thủy Tổ là người đầu tiên thống nhất ở Trung Hoa. Còn chữ Hoàng lấy trong chữ gọi là Tam Hoàng Ngũ Đế, nghĩa là Tam Hoàng lấy chữ Hoàng. Còn chữ Đế lấy trong từ Ngũ Đế các bạn. Bạn biết ngày xưa bạn biết là Tam Hoàng Ngũ Đế là cái gì các bạn? Nghĩa là người là Thủy Tổ của người Hán. Thì ông Tần Thủy Hoàng này là ổng kiểu là ổng nghĩ là ổng sẽ là công ổng cao hơn cả Tam Hoàng Ngũ Đế lúc mà thống nhất Trung Hoa luôn. Thì thời Tam Hoàng Ngũ Đế là thời đó là đất nước nó còn chia rẽ rất là nhiều các bạn, nghĩa là chưa có thống nhất được như thời mà ông Tần Thủy Hoàng ổng lên. Nên ổng mới lấy tên của ổng là Thủy Hoàng Đế, nghĩa là lấy chữ Hoàng trong Tam Hoàng Ngũ Đế, chữ Đế trong là Ngũ Đế đó các bạn. Thì chữ Thủy đây còn có nghĩa là gì bạn, là mạng thủy các bạn. Thì bạn nhìn cái Đội Quân Đất Nung này, bạn là coi phim Trung Quốc nhiều, bạn biết là thời nhà Tần á thì họ mặc đồ màu đen các bạn. Vua quan này nọ là các màu của họ sẽ là màu đen. Thì màu đen đó là màu tượng trưng cho gọi là hoàng gia, hoàng đế của nhà Tần. Là tại sao là màu đen các bạn? Thì các bạn biết là nhà Tần á, họ đánh thống nhất lại Trung Hoa á, thì trước đó là nhà Chu. Nhà Chu là một trong những nhà mà bạn biết là gì các bạn? Là kéo dài nhất trong lịch sử Trung Hoa thời phong kiến, là kéo dài hơn 600 năm. Thì ông Tần Thủy Hoàng này ổng là ổng rất là nói bạn là mê tín các bạn, kiểu như phong thủy bói toán. Thì nhà Chu á, tương đương là mệnh hỏa là màu đỏ. Thì khi mà ổng đánh được thống nhất Trung Hoa rồi á, ổng lên ngôi hoàng đế á, ổng mới lấy mạng thủy là màu đen. Thủy dập hỏa các bạn, thủy dập cho hỏa nên ổng lấy màu đen là màu chủ đạo, đúng không bạn? Đó, rất là phong thủy. Thì bạn bữa mình nói với bạn có một cái tập rất là vui, đó là nhà Thanh sau này lật đổ nhà Minh, thì nhà Minh cũng là mạng hỏa là màu đỏ, thì nhà Thanh nó là mạng thủy thì là dập được nhà Minh các bạn đó. Thì bạn biết ngày xưa Trung Quốc phong kiến cũng như Việt Nam mình đi chang luôn, nghĩa là khi bạn chết, vua chết xuống, sau đó các thế hệ hậu bối sẽ phong chức cho những cái vị vua, những vị quan các bạn, thì đưa cho anh rất là dài, các bạn hiểu không? Nhưng mà ông Tần Thủy Hoàng này ông nghĩ là hậu bối không có nghĩa địa gì phải đặt tên hiệu cho tao quá, nên tao tự lấy tên là Tần Thủy Hoàng Đế. Và sau đó những thế hệ tiếp theo, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm á, thì lấy tên là Nhị Đế các bạn. Nhị Đế, Tam Đế này nọ các kiểu, là ông muốn kéo dài mãi mãi luôn. Nhưng mà thật sự là thời đại nhà Tần thì kéo dài có 15 năm là đóng là đã kết thúc rồi các bạn. Ông lên ngôi hoàng đế năm 221 trước công nguyên. Thì đến 2010 đến năm 210 các bạn thì ông chết. Ông chết sau đó thì Hạng Vũ giấy binh khởi nghĩa. Thì bạn giờ Hạng Vũ là 2009, sau đó tới 2006 là nghĩa là đánh đổ nhà Tần. Thì các bạn biết á, là đến ngay cả Hạng Vũ, là mình nói cho bạn á, là chỉ dám tay xưng là tay sở bá vương Hạng Vũ thôi, mà ông Tần Thủy Hoàng này là ông xưng là hoàng đế các bạn. Nghĩa là ông tương đương với Tam Hoàng Ngũ Đế, nghĩa là một người mà giống như Hạng Vũ gọi là bá vương bá đạo, hành xử bá đạo không ngán ai hết. Nhưng mà đứng trước cái cung A Phòng, trước thành Hàm Dương rất là vĩ đại, thì Hạng Vũ đã phải đốt hết cả cung A Phòng, đốt cả thành Hàm Dương. Bạn biết người ta nói trong lịch sử thành Hàm Dương, cái cung A Phòng cháy 3 tháng không tắt lửa. Rồi biết cái độ kinh khủng của Tần Thủy Hoàng khi mà xây hệ thống cung điện Hàm Dương ở tại Tây An á, mình sẽ review cho bạn xem trong cái tập này luôn. Mình đang ở tại Tây An, thì chỗ đó cách chỗ này 30 cây số. Thì các bạn thì là đốt 3 tháng không dứt, thì đến nỗi mà cái chỗ đủ nước nung này á, thì cái lăng mộ của ổng á thì cũng xây theo kiểu của thành Hàm Dương các bạn. Nghĩa là họ ổng đem cái bản copy của thành Hàm Dương, ổng xây thành cái lăng mộ Tần Thủy Hoàng. Thì tại sao ổng lại làm như vậy các bạn? Thì Tần Thủy Hoàng có một đặc điểm rất là vui, đó là khi mà ổng đánh thắng mỗi quốc gia nào, như là Yên, Sở, Triệu, Tần, Hàn gì đó, thì ổng sẽ kêu kỹ sư là đi copy hết tất cả các cái kiến trúc cung điện tại quốc gia đó. Sau đó ổng sẽ xây ngay gần cung A Phòng á. Sau đó ổng đem hết tất cả các vương công quý tộc của quốc gia đó đem về làm con tin các bạn. Thì cho người ta đàn hát múa hát mỗi ngày để cho ổng vui, nghĩa là ổng đang chiến thắng, tại ổng đem hết tất cả các báu vật của quốc gia mà ổng đánh thắng các bạn, ổng đem về lại thành Hàm Dương. Nên đó lý do tại sao mà cái cung A Phòng ở thành Hàm Dương rất là to, rất là bự. Thì sau này ổng xây cái lăng mộ, ổng là cũng là ổng làm thiết kế theo kiểu thành Hàm Dương luôn. Thì Hạng Vũ á, thì bạn biết là khí thế ngút trời bá đạo, nhưng mà vô thành Hàm Dương, vô cung A Phòng thấy to sợ quá các bạn, nghĩa là gặp Tần Thủy Hoàng ít nhất là 3 phần nể sợ, 7 phần kính trọng các bạn.
nên khi ổng chết mới dám khởi nghĩa các bạn. Nghĩa là bạn Vũ, bạn thấy không, chiến thần của Trung Quốc mà, nó ngán ai từ đó giờ đâu, nhưng ngán mỗi Tần Thủy Hoàng thôi các bạn. Gặp Tần Thủy Hoàng cũng sợ luôn. Nghĩa là sau này ổng chết năm 2010, ổng chết thì Hạng Vũ 2009 mới đứng dậy khởi nghĩa mà các bạn. Nghĩa là ổng chết xong tụi phản loạn nó biến lên, được chọn lúc mà còn sống không ai dám đụng hết, là bạn biết là ổng tên là Thủy Hoàng Đế mà. Đó, thủy trong từ thủy tổ, hoàng trong tam hoàng, đế trong ngũ đế các bạn, là chùm luôn của thời Trung Quốc luôn các bạn. Thì ổng chém giết rất là nhiều người, rồi đốt sách trong nho, bạn biết mấy cái lịch sử đó rồi. Người ta nói ông Tần Thủy Hoàng là bạo chúa mà các bạn. Thì tối ngủ không ngon, tối ngủ sẽ không có ngon. Thì nên ổng xây rất là nhiều đường hầm bí mật thời ổng còn sống trong cung điện các bạn. Thì để ổng thấy là cha ma nó khổ thấy ổng. Thì khi ổng chết xuống á, ổng nằm, ổng muốn có một cái đội quân đất nung hơn 8.000 người này để bảo vệ ổng trước ma quỷ này nọ các kiểu các bạn, trong giấc ngủ ngàn thu các bạn. Đó, thì các bạn biết ngày xưa là có nó cái luật là chết là chôn theo thê tử rồi này nọ lung tung các bạn, chứ không phải dễ đâu. Thì đó là ổng là sợ ma nên ổng sẽ xây rất là nhiều đội quân đất nung rồi này nọ là để bảo vệ ổng giấc ngủ ngàn thu. Ok các bạn, chỗ này là một cái chỗ, cái hố gọi là người ta vẫn đang khai quật các bạn, nghĩa là khai quật chưa xong. Chỗ này là các nhà khoa học vẫn đang khai quật, họ đang đào tiếp tục lên hướng về bên phía tây phải bên kia thì họ đã khai quật xong. Thì ở cái quật xong thì họ sẽ đưa bức tượng gì, còn chỗ này là đang khai quật thôi, vẫn đang tiếp tục đào bới các bạn. Nghĩa là cái công cuộc khai quật này là vẫn chưa hoàn thành nha các bạn. Khai quật lên họ bỏ những bức tượng này là nguyên bản, nó không có cái cây trống bằng nó không có cây trống bằng kim loại các bạn, thì họ khai quật lên họ để đây. Thì các bạn biết là cái lăng mộ Tần Thủy Hoàng này á, thì họ thống kê là nó rất là to, rất là rộng, nó tương đương với gọi là 5 sân bóng đá tiêu chuẩn quốc tế Olympic đó các bạn, nó rất là to. Thì các nhà khoa học nói là để xây lên cái lăng mộ này á, theo sử ký ta nói là sử ký Tư Mã Thiên các bạn, cần tới 70 vạn nhân công, nghĩa là khoảng 700.000 người để xây dựng cái lăng mộ Tần Thủy Hoàng này. Thì ổng xây dựng năm ổng 13 tuổi, thì ổng lên ngôi hoàng đế thì năm 2021-2010 ổng lên ngôi cái 12 năm thôi. Nhưng mà ổng thay đổi lịch sử của Trung Quốc suốt 2.000 năm phong kiến luôn, các bạn biết là thay đổi như thế nào các bạn. Nghe là lúc trước đó, thời phong kiến của Trung Quốc là theo kiểu là phân quyền, có nghĩa là quyền lực không có tập trung vô nhà vua, giống như thời nhà Chu các bạn, thời là Xuân Thu Chiến Quốc thì rất là nhiều quốc gia quyền lực không có tập trung vô cho một người mà phân tán ra. Thì tới thời Tần Thủy Hoàng thì ổng mới quyền lực phong kiến, gọi là tập quyền, tập hợp vô hoàng đế, và ổng xóa bỏ tất cả các cứ về quân phiệt, quân vương, ở không có chia đất cho người ta giống như thời Hạng Vũ nữa, mà ổng dồn lại hết, chia ra mỗi tỉnh thành quận lỵ như Việt Nam mình bây giờ vậy bạn. Mỗi tỉnh là có một thằng chủ tịch tỉnh thôi, chứ nó không phải là thằng vua con các bạn. Rất là hay. Và sau đó là sao? Ổng có thể điều chỉnh những thằng chủ tịch tỉnh nó đi qua tỉnh khác để làm, để nó không có ở lâu ở thành vua các bạn. Giống như ở Việt Nam mình, giống như bạn làm chủ tịch tỉnh Khánh Hòa đúng không, thì khoảng 5 năm hoặc là 10 năm gì tùy theo nhiệm kỳ các bạn, thì bạn phải chuyển qua một cái tỉnh khác, ví dụ như vậy các bạn. Thì không có thể nào ở lâu 40 năm, 50 năm một cái tỉnh, thì ở lâu thì mình thành vua con các bạn. Thì từ thời nó cách đây hơn 2.000 năm là ông Tần Thủy Hoàng nó có tầm nhìn rất là xa như vậy rồi các bạn. Ổng còn thì ngày nay sử gia đánh giá là ngày xưa biết sao tại sao người gọi là ổng là gọi là bạo chúa các bạn, tại vì nước như là 6 nước kia bị đánh thua các bạn, thì họ cây cứu các nho sĩ các bạn, thì họ mới nói ổng là bạo chúa. Nhưng mà sau này Trung Quốc họ bị phương Tây đô hộ nè các bạn, họ bị liên quân 8 nước sâu xé, thì rất là nhiều người tư tưởng họ đứng lên, họ muốn có một quốc gia Trung Quốc, có một cái người giống như Tần Thủy Hoàng để tập hợp lại lực lượng Trung Quốc đoàn kết lại để đánh thắng phương Tây các bạn. Nên sử sách bây giờ xét lại là Tần Thủy Hoàng là một người có công với đất nước rất là lớn tới bây giờ các bạn, chứ không phải là bạo chúa như ngày xưa nữa đâu. Đi tiếp các bạn. Thì họ cho bạn coi cái từng bước đã đào lên các bạn. Đào đầu tiên là phần ngực, phần bụng, phần đồi, xong lên phần tiếp theo là dựng lên nè, tượng đó các bạn thấy không? Họ sẽ ráp lại, họ dựng lên. Thì đây là các bước bạn đi theo từng ô từng ô. Thì họ đào càng sâu xuống. Bên tay phải của mình là thì họ đang đào cạn. Họ đào càng cạn nãy mình đi cho nó các bạn. Xong rồi đào từ từ xuống, xong đào xuống sâu hơn. Đó. Thì xa hơn nữa là họ sẽ đào xuống sâu nữa. Ở đây các bạn. Họ sẽ tiếp tục đào các bạn. Họ đào xong tới đây họ đào sâu hơn nữa nè. Các bạn thấy không? Đó. Mà khi đào lên các bạn thấy cái bức tượng nó bị nứt ra, bị vỡ ra, họ phải dùng dây rồi họ cố định lại, xong họ dùng đá đồ họ chèn lại các bạn thấy không? Nên khi khai quật lên á thì cái nguyên bản của các bức tượng là không còn nguyên nữa. Đó. Sau đó họ dựng lên thành cái bức tượng này. Thì các bức tượng chỗ này là không còn nguyên vẹn như bức tượng lúc đầu. Cái chỗ đầu mình coi lúc mới vô á thì nó sẽ còn nguyên này nọ, tùm lum, chỗ này nó sẽ bể ngang bể dọc. Thì cái chỗ mà mình vô mình quay đầu tiên cho bạn xem nó là chỗ nguyên bản nhất, đẹp nhất mà mọi người hay vô check in là sau lưng mình đây nè. Đó, hướng qua đó à, thì là nó là chỗ đó là cái chỗ là chụp đẹp nhất, là nguyên bản nhất. Còn hướng bên này thì là các bức tượng là nó bể ra nè các bạn.
Nè. Đó. Thì cái chỗ này là cái bức tượng mà khai quật bây giờ là bạn thấy không, nó đâu còn nguyên bản nữa đâu, nó còn đẹp nữa đâu các bạn thấy không. À, cái men zoom lên các bạn xem là nó bị bể đầu, bể tay, bể chân, bể ngực tùm lum hết đó. À, thấy không? Thì vì cái việc mà khai quật quật lên mà nó không còn nguyên vẹn gì, thì hiện tại là các nhà khoa học đó, họ cũng đang kiểu như là ngồi bàn luận lại là không có khai quật lăng mộ Tào Thủy Hoàng nữa các bạn. Tại vì nó làm phá đi di tích, chờ khi nào công nghệ mà đủ nhiều thì mới làm. Thì họ nói thống kê ở dưới lăng mộ Tào Thủy Hoàng này á, có nguyên dòng sông thủy ngân luôn các bạn. Thủy ngân ở đây họ cao gấp 100 lần so với bình thường luôn, rất là nguy hiểm. Thì họ chưa có khai quật, khi nào đủ công nghệ thì họ khai quật, tại vì họ đưa máy dò thám xuống lòng đất các bạn, họ thấy như nó có thủy ngân rất là nhiều. Mà các bạn biết ngày xưa là các lăng mộ họ bạn coi mấy cái chuyện mà về đào mộ bút ký bên Trung Quốc đó, rất là nhiều cạm bẫy, họ để tên độc rồi họ để đất đá bắn tên bắn đồ lung tung cạm bẫy này nữa bạn. Nên đó là lý do tại sao mà bây giờ mà lăng mộ Tào Thủy Hoàng á, ngày xưa là bao nhiêu thợ bạn biết không, 700.000 người xây xong là chôn vùi luôn các bạn. Nên cái việc mà bảo tồn được cái lăng mộ tới ngày nay là cũng là vì các thợ đã bị giết khi mà xây cái lăng mộ này. Chứ thường bạn hay em thấy mấy lăng mộ khác họ bị phá trộm mấy trời luôn các bạn, mà ổng vẫn còn nguyên. Mình thấy là cái tượng rất là cao to, nên ông Tần Thủy Hoàng ông muốn mấy người cao to này xuống bảo vệ cho ổng các bạn. Chứ ngày xưa là người châu Á, người Trung Quốc rất là lùn, không có cao gì đâu bạn, khoảng tầm 1m5, 1m6 là cùng, mà tại thiếu ăn mà bạn. Các bạn biết đó, là theo data lịch sử đó, về tuổi thọ là trước năm 1000 á, năm 1000 sau công nguyên các bạn đó, thì con người tuổi thọ trung bình không quá 36 tuổi, kể cả đông và tây các bạn, sống không quá 36 tuổi đâu. Thì làm sao mà to được như vậy các bạn? Hiện nay là cũng rất là cao to, thì mình không hiểu tại sao lại làm tượng mà cao to như vậy. Cao hơn người thiểu rất là nhiều nha. Hướng sau này mày sẽ nhìn thấy mấy con ngựa rõ hơn nữa bạn. Mấy con ngựa này họ phải dùng cẩu, họ lên cẩu lên để giữ yên con ngựa. Thì hướng thẳng đối diện nó là bạn nhìn được đất nung rất là đẹp. Hướng này là họ đang khai quật lên, họ đang sắp xếp lại, họ đang gọi là data nè, collection nè, bạn thấy không, sắp xếp lại ngựa kiết này nọ. Thì ở dưới này nó bị nát nhiều hơn, nên bạn đẹp thì bạn lên trên phía trên thì bạn nhìn sẽ thấy là nguyên bản. Cái chỗ mình đang đứng này á, là cái chỗ mà khai quật gọi là còn nguyên bản nè các bạn. Đây, tới đây thì các bức tượng này đang đổ bể rất là nhiều, các bạn thấy chưa, nó đang nằm rải rác. Xa xa có mấy con ngựa, xa xa có mấy con ngựa thấy không đó. Thì cái chỗ này là khai quật rất là sâu, nhưng bạn nó sâu ít nhất cũng phải 5 mét so với mặt đất đó. À thì đó, đó quay lại bạn thấy là nó có tường tường thành nãy mình nói với bạn, là họ xây giống như là cái lăng mộ này giống như tường thành Hàm Dương nha các bạn. Nên đó là do bạn sẽ thấy là có rất là nhiều tường thành ngõ ngách để bạn đi. Ở dưới bạn thấy không, đường họ lót gạch lót đồ luôn, bạn thấy không, nhìn thấy bạn thấy có khác gì là một cái cung điện ở dưới lòng đất đâu. À đi qua đây, ở dưới là một cái tường thành vậy đó, có bốn con ngựa kéo mà bạn thấy không. Thì hướng ngoài đó mình sẽ thấy các bạn có người kéo là quân lính này nọ trầu về cổng thành y y chang ở trên mặt đất luôn, mà thấy bốn ngựa kéo không, sau cái đội quân đang kéo ngựa không, nó là có dây cương dây đồ nhưng mà đứt hết rồi bạn thấy không. Ổng làm y chang dưới trên mặt đất luôn, nhưng mà đội quân này rất là cao to lực lưỡi các bạn. Bạn nhìn ở dưới bạn sẽ thấy là trung bình khoảng tầm phải 1m75, 1m8 các bạn, rất là to to cao. Đây là các tường thành, bạn nhìn giống như cái thành Hàm Dương, thành mà Tây An mình đang ở các bạn. Bạn thấy đây là bức tượng nguyên bản các bạn, đào dưới đất lên rồi mà còn nguyên còn đẹp luôn, bạn coi còn thắt nơ thắt đồ bên mũ nè, mặt giáp nè. Thì mình nhìn thấy rất là cao to các bạn, ui nó to lắm bạn ơi, nhìn khổng lồ luôn á. Cái này là bằng đất sét. Qua này là cái tượng ông nó đang đứng rồi, với các quay luôn cái tượng đất nung thiệt thì rất là đông. Mình không thể là đi gần lại để cho bạn coi rõ được, đi gần mình sẽ thấy độ 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 nét của nó. Chắc mình đi tới đây mình coi cái tượng này là sẽ thấy độ nét à. Đó bạn thấy không, tóc rỉ hai ngôi rồi này nọ rồi bạn thấy à, đồng quá chịu không nổi. Không thấy được cái tượng luôn, nguyên bản luôn là bạn biết cỡ nào rồi. Đây thì ổng đang đứng tay đang để lùi đó, cái mẹ bấm lùi lại chút nè, thấy hết được cái tượng nè đó, quá rồi bự đồng quá thôi á. Lùi ra chút nữa bạn, quá đông quá kinh khủng. Đây là du lịch Trung Quốc mùa thấp điểm các bạn, đây là mùa thấp điểm, mùa mà đang nhiệt độ âm, má ơi đang gọi là giảm giá vé nha bạn, không chụp được cái tượng luôn. Bạn thấy không có tượng nào bạn có thể chụp được cái tượng nào hết rồi, bên này nè bạn.
Ồ, này có ngựa. Đây. Chỗ này quay được con ngựa bạn. Ui. Má ơi, lòng tiên tôi đứng gần sát ngựa luôn bạn. Rất là đẹp. Làm nguyên bản luôn bạn, rất là đẹp nha bạn. Nhìn như thiệt luôn bạn. Ông này ông đang rắc dắt ngựa đây nè. Đó. Công nhận. Đây bức tượng võ sĩ nữa kìa. Chiến đấu. Đó. Rất là nhiều tư thế mà. Ở đây người ta nói là 8.000 bức tượng là với 8.000 biểu hiện khác nhau mà. Không cái nào giống cái nào các bạn. Đó. Ui, mấy Trung Quốc này tôi đi review cho người gặp người không luôn em. Không chịu nổi. Mà cái này là bạn thấy là khách quốc tế rất là ít, bạn khách quốc tế rất là ít nên mình nói bạn biết tại bên Trung Quốc bây giờ du lịch nội địa họ rất phát triển rất là mạnh mà. Đây, cho bạn coi này, cái men lại đây nè. Nè. Khi họ bắt đầu khai quật lên mình thấy có màu xanh, màu đỏ rất là đẹp không bạn? Màu xanh, màu đỏ, màu đỏ rất là nhiều. Đó, màu xanh đó, xa xa đây mình sẽ thấy màu xanh, màu đỏ rất là nhiều ở khai quật ở màu dưới. Nhưng mà khi bỏ ra oxy hóa xong là nó mất hết màu luôn các bạn. Nó không còn màu nữa. Các bạn thấy không? Nó bị mất màu oxy hóa rất là nhanh. Nên đó là lý do tại sao mà bây giờ là họ sẽ dừng cái công tác khai quật lại các bạn. Họ chờ một cái phương thức khai thác nào mà hiện đại hơn và bảo quản được cái nguyên bản này. Các bạn nhìn nè. Những cái bộ giáp nó màu rất là đẹp. Các bạn thấy không? Sơn xanh, sơn đỏ tùm lum hết. Xa xa ra chút nè. Đó. Mình thấy không? Thì các bạn biết là cái này là họ làm bằng đất nung, bằng đất sét. Sau khi làm bằng đất sét cái khung xong họ những nghệ sĩ, họ những nghệ nhân họ sẽ sơn tô vẽ lên những cái bộ giáp, những cái mặt mũi các bạn. Thì giờ nhìn ở dưới này thì đâu còn màu gì nữa đâu. Đó, chân tay đồ dục quăng tùm lum hết luôn các bạn. Nên họ cũng đang dừng cái công tác khai quật lại. Để chờ một cái phương thức khai thác xịn hơn. Ô các bạn thì sau khi dẫn bạn tham quan đậu quân đất nung rồi coi khám phá khai quật của lăng mộ Tần Thủy Hoàng thì tới đây đã kết thúc các bạn. Rất là lạnh. Thì hiện tại là cái mộ ổng vẫn chưa được khai quật ra các bạn. Họ nằm trong đỉnh núi, chỗ đỉnh kim tự tháp đó các bạn. Thì họ cho rằng là cái xác của ổng vẫn còn nguyên các bạn. Tại trải qua hơn 2.000 năm thì vẫn chưa ai khai quật được hết nên vẫn còn nguyên. Nhưng mà chưa đủ công nghệ để khai quật. Khi nào khai quật được thì hẹn các bạn quay lần sau để cho mình quay cho bạn xem thử ông Tần Thủy Hoàng như thế nào các bạn. Nhưng mà mình thấy rất là hoành tráng. Mình đi lăng mộ các vị vua rồi các bạn. Ở bên Ai Cập á. Thì so với bên này Tần Thủy Hoàng này cũng làm hoành tráng lắm các bạn. Thì bạn nhớ tới Trung Quốc thì nhớ đi tham quan một lần cho biết. Ok bạn, thì hiện tại là sau lưng mình đây là cái tháp chuông rất là nổi tiếng tại Xi'an là Tây An các bạn. Thì ở tại Tây An này bạn biết có hai cái tháp rất là nổi tiếng, đó là tháp chuông và tháp trống. Thì tháp chuông này là tháp để đánh cái keng là để báo hiệu ngày mới bắt đầu, và tháp trống đánh cái bum là báo hiệu là kết thúc một ngày. Thì cái tháp chuông này nằm ngay vùng xoay ngã 6, ngã 7, rất là trung tâm, con đường trung tâm ở tại Tây An, nó giống như là ngã 6 Phù Đổng ở tại Sài Gòn các bạn, hay là hồ Hoàn Kiếm gì đó các bạn. Xung quanh là cái hotel khách sạn Tây An. Thì hướng qua đây là rất là nhiều cái plaza, các bạn có thể xuống đây ăn street food này nọ các kiểu. Thì trong video này mình sẽ dẫn cho bạn xuống ăn street food dưới này, khám phá đồ ăn ở con đường tơ lụa ngày xưa Tần Thủy Hoàng 2.000 năm trước ăn cái gì, thì hôm nay sẽ cho mình ăn cái đó các bạn. Thì bạn biết là Tây An Thiểm Tây là một con cái con tuyến đường cuối của con đường tơ lụa đi từ đông sang tây, từ tây sang đông đi. Bạn biết con đường tơ lụa nó bán không phải là cái lụa không đâu bạn, tơ lụa, sành, sứ, trà, rất là nhiều thứ các bạn. Thì sau khi họ thấy thành phố Tây An Thiểm Tây này phát triển á, thì bao nhiêu người từ bên Ba Tư nè, Ả Rập nè, rồi Hồi giáo, rồi Iran, Iraq qua đây rất là nhiều. Thì theo trong mình khám phá ẩm thực các bạn. Thì đây là thành phố của Tây Bắc các bạn, nó giống như là bên Sơn La, Điện Biên, Lai Châu bên Việt Nam mình vậy các bạn. Nhưng mà nó rất là sầm uất nha, rất là phát triển. Ok, thì cho mình đi khám phá ẩm thực nào. We'll be right back.
thì hôm nay sẽ giới thiệu cho bạn gói ẩm thực ở ngày xưa. Cách đây hơn 2.000 năm toàn Thủy Hoàng ăn cái gì các bạn, thì mình ăn cái đó. Thì đây là con đường khu phố ẩm thực rất là nhộn nhịp. Kemen quay một vòng cho bạn xem nè. Đó, trước mặt mình nè, đây là phố đi bộ, rất là nhiều món ẩm thực trong này thì mình không biết là cái gì, nhưng mà đi theo cho mình thử khám phá ẩm thực các bạn. Thì hiện tại là nhiệt độ khá là lạnh, 0 độ C, lạnh cực kỳ luôn. Bán kem đó bạn, Vinh Chi Linh nè. Đây các loại xiên nướng, thịt nướng các bạn thấy không? Đây là đồ nướng nè. Thì cái khu này bạn biết là rất là nhiều kiểu như là cái người bên quán quán như là đạo hồi các bạn ha. Cái món mì nè rất là nhiều, rất là đông. Tại là lạnh hay ăn mì các bạn biết, cái nãy mình nói với bạn là cái Tây An Thiểm Tây này là cái con cái điểm đến cuối cùng của con đường tơ lụa ở phía đông. Thì rất là nhiều nhà buôn từ xứ Ba Tư, Iran, Iraq rồi họ đi qua đây nên họ đem theo cái văn hóa ẩm thực của bên Hồi giáo qua luôn. Thì nên cái chỗ Thiểm Tây này có một chút lai chỗ một phần nhỏ dân số là Hồi giáo các bạn. Thì mình cũng đang kiếm cái gì ăn đỏ đói các bạn. Rất là nhiều loại kem nè các bạn, các bà các cô mặc đồ theo kiểu Hồi giáo các bạn, kiểu như bên vùng cao nguyên á. Ui quá trời xiên nướng các bạn. Nướng nè. Ui làm chảo nghe nhìn hấp dẫn không? Đó, đây các bạn là xiên nướng à, chân giò. Chảo, bán gì này? À quán này trong những quán đặc sản của bên Hồi giáo các bạn. Vô kiếm gì ăn đi. À, sorry bây giờ. Ok, này nó có vẻ như là thịt dê đúng không ạ? Xiên nướng, thịt kho trứng. Ui, nhìn hấp dẫn à, quá đi đi. Ôi, cái món này có vẻ nhìn ngon, mình thấy bên Mông Cổ ăn rất là nhiều các bạn. Nhìn ngon. Ok, tiếp. Ok. Quá đi. À, 21 cái này. À. Đây là cái này là gì? Có rồi, có chỉ có. À. Ok ok. I want this. Đi đâu? Bye. I can order inside. Ok, yeah, inside order. Chào. Oh. Trời ấm áp. Dạ. Chu. Sổ cho cái này. Dạ. And this chu. No problem. Don't worry. Đây đây sẽ làm nè, đây nè. Đây bà cho chị nhìn nè. Đây cái món này nè. Đây là cái món khá là thấy nổi tiếng trên TikTok lắm nè. Món này giống món da cừu gì bạn bọc vô á. Đó. Trong là rất là có thịt các bạn. Nhìn hấp dẫn à. Nhìn đã các bạn nhìn thơm phức. Đây cái cục da cừu của bạn, nó sẽ ra cái gì là cho bạn dễ hiểu nè. Đó là cái cục này nè, mình coi quá nhiều nhưng mà giờ mình mới thấy. Ok giờ bỏ xe tế vô đó. And this. Rồi chế biến các bạn, mình đầu tiên mình biết món này mà. Ngày xưa Thành Cát Tư Hãng là Tần Thủy Hoàng ăn cái này nè. Dạ.
谢谢。哈哈，我都有空，我这里。啊啊 ，yeah yeah yeah。OK, được rồi, thôi mình vô ăn thôi. Dạ, Miu. Dạ, dạ, dạ. Chu. You have ice? Ice. I want cold. No. OK, OK. Biết không? Dạ, dạ. Đây, bạn này là cái món thịt cừu cũng khá là lạ. Mình cũng chưa ăn lần này, mà không biết sao. Nhưng mà mình ăn thử đi. Mình kêu rất là nhiều món, nhưng mà mình trước mắt mình ăn thử cái này cho nóng. Thử đó là sao bạn? À. Ở trong là thịt cừu. Ở trong thịt cừu bạn, bao bởi một cái... Cái này là cái bao tử, mình nghĩ cái bao tử của con cừu luôn các bạn. Đây, cái bao tử nè, họ bọc lại. Xong ở trong họ bỏ thịt nạc vô trong này các bạn. Ăn khá là béo béo, bùi. Mùi vị có một chút gì đó mà kiểu như sa tế cà ri của bên phía Ấn Độ bạn. Tại đây cũng bán cái kiểu Hồi giáo mà bạn. Nó thể hơi có một vị kiểu như là... Nhưng mà bạn nào ăn thịt cừu không quen thì nó sẽ có một mùi nó hôi hôi các bạn. Thì nó mới là thịt cừu. Ok các bạn, thì tiếp theo ta sẽ ra thêm 3 món nữa. Thì bạn sẽ nhìn thấy đây là thịt này là thịt dê nha các bạn. Thì ở bên này là kiểu có đạo Hồi các bạn, nên họ sẽ không ăn cái thịt heo, thịt đồ do này là thịt dê. Thì cái đây là chân dê luôn các bạn, chứ không phải là chân heo. Thường thường á, là bạn sẽ đi qua Trung Quốc mình review bạn coi ở vùng Giang Nam các bạn. Giang Châu Tô chỗ gì, Hàng Châu Tô Châu sẽ là thịt cái chân heo đúng không các bạn. Nhưng mà bên này thì họ sẽ không ăn thịt heo, họ sẽ ăn thịt dê. Ở đây thêm một cái tô mì biến nữa đây, không biết. Chắc mình sẽ gặp một ít. Đây các bạn, đây trên này là thịt gì nè. Đây, đây là nấu cái phương thức kiểu Hồi giáo mà không biết trên này là gì các bạn, nhìn nè. Chắc mình sẽ gặp đây ít để Caramel ăn nữa các bạn. Hai đứa ăn nhiều quá cũng không hết. Mình có kêu hai tô mà họ không hiểu là tô à. May họ làm tô không cũng no cái mẹ luôn. Ở trong này là miếng măng. Cái cục này là cục gì mình sẽ ăn mình sẽ mới biết nha các bạn. Ok, mình ăn thử nè. Thử nha. Ô, nhiều gà ngon bạn. Cục này nó một dạng như là bột các bạn. Bột mà họ sắc ra là bột nhỏ mình đủ luôn ngô. À, mình ăn thêm miếng thịt coi. Này thịt dê luôn bạn, này thịt dê luôn. Nói chung là làm vừa ăn luôn, không cần nêm gì luôn á. Rồi bạn, tiếp theo là mình sẽ ăn thịt dê nữa bạn. Đây là hai chân dê. Thì mình cái và men một cái bạn, mình ăn thử cho bạn. Đây là đóng da dê, bạn chấm với miếng nước dê. Không hôi bạn, thịt nó không hôi lắm. Nó dài dài nè, gần nè. Gần nè. Ngày xưa á, thành các tư hãng hay là mười mâm cổ họ cũng ăn vậy các bạn. Ăn miếng này nữa. Miếng tỏi. Tỏi ngâm nè. Cho em thêm được phần nữa các bạn. Nè, có lại tô của tô nè. Mình tô caramel tô các bạn. Không miếng nước hả? Không có muỗng nè. Hi ma'am. Ma'am. You have something to... Sao thôi mà? Yeah. Oh, okay. Yeah, thank you. Đây bạn mình... Mình chưa hấp được miếng nước thử nữa. Xe. Đây. Thank you. Rất ngon các bạn. Ủa bạn đang không độ C. Vô này ăn này nóng. Rất là dễ ăn các bạn. Họ làm theo kiểu nè, vừa xíu miếng vừa đóng này nè. Đó. Dễ hiểu là các bạn, giống như cục nôi, cái nuôi á. Nuôi ở mình hay gì, nó tròn sáng trắng. Người ta làm nuôi nó còn bột nha. Ok, theo mình sẽ ăn thử này nè. Dê các bạn. Chiên nướng thịt dê.
nước theo kiểu hương vị mà rất là giống bên Dubai, Qatar nè, Ấn Độ nữa bạn. Hướng theo kiểu mà có hơi hướng Hồi giáo quá mà. Một xíu có kiểu cà ri mà mùi ớt mà nó nồng theo kiểu cà ri Ấn Độ á. Nhưng mà rất là ngon mà, thịt giòn. Mềm cành luôn. Chia xe. Dạ. Đó những cành nữa nhá. Húp nữa nhá. Bạn ăn đồ nướng với những cành nóng nóng mùa đông. Đã quá. Ok, mình ăn sơ sơ quán này xong rồi dừng lại cho camera xong ra kiếm thêm cái gì ăn nữa. Đi view tiếp nha các bạn. À. Các bạn ăn no quá, giờ đi vòng kiếm gì ăn nữa nè. À, thì thật sự là chỗ này là cố đô mà nên rất là nhiều điểm lịch sử mà người ta thống kê là hơn tới mấy ngàn di tích lịch sử tại cái tỉnh Thiểm Tây này. Nên bạn trong một video bạn sẽ không có đi view hết được đâu. Nhưng mà qua cái ẩm thực này mình ghi các bạn thì bạn sẽ hiểu được là cái tỉnh Thiểm Tây này nó ảnh hưởng từ con đường tơ lụa. À. Nên có rất nhiều nền ẩm thực của Hồi giáo qua. Đường đây là nguyên con đường dài mà bạn. Họ bán rất nhiều bánh các bạn. Các bạn quay nè, bánh nó hết bự không? Mình không biết là bánh gì. Này là giống như là bánh bột quá ha. Nhìn giống như cơm cháy của mình á. Thịt xiên, đậu hũ thúi màu đen các bạn. À. Yes. Ăn thử đậu hũ thúi thử con sao nè. Yeah. Can I have one? Yeah. Họ sẽ chiên đậu hũ thúi, cái men leo lên. Dạ có túi không? Dạ. Lên đi lên trên đứng trên nè, cái men đứng lên nè, thấy chiên nè. Em black. À dạ ok. Chiên lên nè, chiên phồng lên. Thì hai loại đậu hũ thúi này thì mình nhớ không lầm thì hai tỉnh khác nhau các bạn. Không thối. Sao không thối? Đây bạn, mình ăn xíu đậu hũ. À, đậu hũ màu đen là đầu tiên mình thấy á. Các bạn, thử ăn. Cứng, dài. Nói chung dễ dẹt các bạn. Giỏi thấy mẹ luôn. Rồi, đúng rồi. Biết ăn đau bụng này. Nó hồi thứ thúi, hạt lựu thì thơm bạn, lựu thơm. À, ok, dùm đi thôi. Nói chung là ok. Xe. Ok các bạn, nói chung là tập review lăng mộ Tần Thủy Hoàng thành cổ Tây An Trường An thì kết thúc tại đây các bạn. Hẹn các bạn ở video lần sau. Tại mình nghi mình ăn cái này vô mình đau bụng thấy mẹ rồi mình không review nữa các bạn. Nó hồi nó thúi à. Bye bye. Đường này còn xa quá. Món kè khá là nổi tiếng đấy bạn. Miền tủ luôn rồi. Cây tứ xuyên rồi, mấy cây mà. Spicy. Mala, đúng. Ok, đã ok. Được rồi. 60. Ngon quá.